Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Nông nghiệp 24 giờ được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh VTC16. Xin kính chào quý vị khán giả, chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế vừa có văn bản thí điểm hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1 tại thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 hiện nay diễn biến phức tạp, gây quá tải các cơ sở cách ly y tế tập trung. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7 năm 2021. Hiện tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đều đã sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quan trọng này. Để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam và kiểm soát chất lượng thịt khi đưa ra thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã quyết định tạm dừng nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về giết mổ kể từ ngày 30 tháng 6. Bộ Công Thương mới đây đã có quyết định chính thức áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với đường mía nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tính đến 17 giờ ngày 27 tháng 6, cả nước đã có thêm 76 ca mắc COVID-19 trong nước tại 4 địa phương. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đã có 65 ca và có 1 ca tử vong mới. Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 27 tháng 6, có 76 ca mắc mới, trong đó không có ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Có 76 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, 65 ca, Hưng Yên 8 ca, Bắc Giang 2 ca, Bắc Cạn 1 ca, trong đó 71 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Tính đến 12 giờ ngày 27 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 13.641 ca ghi nhận trong nước và 1.760 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 12.071 ca, trong đó có 3.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trong sáng nay, Bộ Y tế cũng thông báo bệnh nhân COVID-19 tử vong thứ 75 tại Việt Nam. Bệnh nhân tử vong là bệnh nhân 9779 là nam 80 tuổi, có địa chỉ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, gút, hội chứng Cushing, rối loạn nội tiết và chuyển hóa do thuốc, đi lại khó khăn đã lâu. Trưa nay ngày 27 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký văn bản thí điểm hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này được Bộ Y tế đưa ra trước bối cảnh tình hình dịch COVID-19 hiện nay diễn biến phức tạp, xuất hiện các chủng virus SARS-CoV-2 mới có khả năng lây nhiễm nhanh trên diện rộng với số lượng người tiếp xúc gần F1 rất lớn, gây quá tải các cơ sở cách ly y tế tập trung. Nhằm chủ động phòng chống dịch COVID-19 và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, Bộ Y tế đã xây dựng hướng dẫn cách ly y tế tại nhà đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho các đối tượng thuộc diện F1 để Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét áp dụng thí điểm trên địa bàn thành phố. Các điều kiện cách ly y tế tại nhà phòng chống dịch COVID-19 thực hiện theo hướng dẫn điều kiện cách ly y tế tại nhà phòng chống dịch COVID-19. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát chặt chẽ, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly theo quy định. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly theo hướng dẫn. Tổ chức quản lý, giám sát thực hiện nghiêm việc tổ chức cách ly y tế tại nhà, giám sát y tế đối với người cách ly trong thời gian cách ly và sau khi kết thúc cách ly, tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải y tế lây nhiễm để xử lý theo quy định. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hoặc đơn vị được chỉ định tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người cách ly. Theo nhận định của Bộ Y tế thì hiện nay tình trạng khan hiếm vaccine COVID-19 có thể kéo dài từ nay đến tháng 9. Do đó, việc ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là chúng ta có thể tự sản xuất được vaccine. Và trong tuần tới thì đoàn chuyên gia WHO sẽ đến Việt Nam nhằm đánh giá vaccine phòng COVID-19 Nanocovax. Nếu thành công giai đoạn 3 thì đây sẽ là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của Việt Nam. Trong tình hình dịch bệnh đang cản trở sự phát triển kinh tế của cả nước và thế giới, công ty Nanogen đã nghiên cứu và sản xuất vaccine Nanocovax phòng COVID-19. Nanocovax là vaccine COVID-19 được nghiên cứu phát triển từ tháng 6 năm 2020. Dựa trên công nghệ tái tổ hợp tích hợp trình tự một đoạn S protein gai trên SARS-CoV-2 vào dòng tế bào động vật mà Nanogen đang nuôi cấy, sản xuất ra protein, sau đó dùng protein này pha chế tạo thành vaccine. Vaccine đã chứng minh được những thành công bước đầu. Dựa trên các kết quả báo cáo giữa kỳ của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh chấp thuận và đánh giá tốt. Đồng thời, Bộ Y tế và Hội đồng đã thông qua đề nghị nghiên cứu triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cho Nanocovax, hàm lượng 25 microgram trên millilit, trên quy mô 13.000 người.
và cho kết quả thử nghiệm lâm sàng đạt gần 99,4%. Vâng, thưa quý vị, dựa trên các kết quả thử nghiệm lâm sàng, khả năng sinh miễn dịch của vaccine Nanocovax đạt 99,4%. So sánh với các loại vaccine khác trên thế giới là không hề thua kém và có phần cao hơn. Có thể nói việc tự sản xuất được vaccine là yếu tố tiên quyết giúp chúng ta kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, việc phát triển thành công loại vaccine Made in Việt Nam sẽ mang lại những triển vọng như thế nào? Chúng tôi sẽ kết nối với chuyên gia Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật trường quay ạ. Vâng, xin chào ông ạ. Vâng, thưa ông, hiện nay thì chúng ta đã tiếp cận nhiều nguồn cung ứng vaccine phòng COVID-19, nhưng các nước có khả năng sản xuất vaccine đều ưu tiên cho quốc gia của họ trước. Vaccine Nanocovax được Việt Nam tự sản xuất đến thời điểm hiện tại qua hai giai đoạn đầu tiên. Kết quả thử nghiệm cho thấy 100% tình nguyện viên đều sinh miễn dịch tốt, tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh đạt 99,4%. Tỷ lệ này ở Pfizer là từ 91-96% và ở Moderna là 100%. Novavax là 96-100%. Nếu được WHO đánh giá tốt thì sẽ mang lại những kỳ vọng như thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng là khi vaccine của nếu chúng ta chủ động được sản xuất vaccine thì chúng ta sẽ chủ động được cái nguồn cung để mà tiêm cho số lượng lớn người dân. Mà cái số lượng lớn đấy là cộng đồng là 70%. Thì cho rằng là ưu điểm của các cái việc mà sản xuất trong nước. Bây giờ các bạn biết rằng là cũng có cái virus SARS-CoV-2 nó cũng như là virus cúm, không phải là chỉ tiêm hai liều như chúng ta hiện nay và hàng năm đều có thể phải nhắc lại. Nên cái việc chủ động để có vaccine trong nước là một cái điều mà rất là tốt như vậy. Vâng, thưa ông, Nanocovax hiện là một trong 15 vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Qua nghiên cứu thì tỷ lệ phản ứng phụ của Nanocovax thấp hơn Pfizer, Moderna. Một số trường hợp có biểu hiện đau tại vị trí tiêm, sốt nhẹ nhưng đều hết sau 1-2 ngày. Thưa ông, đây có phải là một tín hiệu tốt giúp chúng ta có thể được đánh giá tốt của WHO về vaccine Nanocovax hay không ạ? Một cái vaccine ấy, muốn được tốt, được đưa ra thị trường để cho người dân ấy, nhất là phải đạt được cái tính an toàn. An toàn là số 1. Cái hai là phải đạt được cái hiệu quả. Thế thì cái vaccine Nanocovax này thì chúng ta đã thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, thế rồi bắt đầu tiêm được khoảng 1.000 người giai đoạn 3. Thì tôi cho rằng là có những dấu hiệu tốt về cái vấn đề an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên thì chúng ta phải tiêm một cái số lượng lớn nữa, khoảng trên 10.000 người nữa thì chúng ta mới có thể có những cái đánh giá một cách nó khả thi hơn. Nhưng mà tôi hy vọng rằng là cái vaccine của Việt Nam thì đạt được cả hai cái, đều là về cái việc mà an toàn cũng như là cái hiệu quả để mà tiêm cho người dân càng sớm càng tốt. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Đắc Phu. Và ngay sau đây xin mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7 của năm 2021. Thông tin từ Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đều đã sẵn sàng cho tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quan trọng này. Trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các địa phương đều đã và đang có sự chuẩn bị tích cực và có phương án khả thi để tổ chức kỳ thi trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc. Cụ thể, các địa phương đã tiến hành sàng lọc đối tượng thí sinh thành các nhóm F0, F1, F2 để có các giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương. Các hội đồng thi đều đã chuẩn bị các điểm thi dự phòng, các phòng thi dự phòng tại điểm thi để sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường nếu có. Đặc biệt, các địa phương đã triển khai các giải pháp đồng bộ để đảm bảo phòng chống dịch như tiến hành phun khử khuẩn điểm thi, trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay ở các điểm thi và phòng thi. Với các thí sinh, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 không thể dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1, thì sẽ được dự thi đợt 2. Thời gian tổ chức đợt 2 sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất
Vì vậy, các thí sinh và phụ huynh có thể yên tâm, không quá lo lắng. Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn của tỉnh Bắc Ninh đã giảm đáng kể. Đến nay thì các ổ dịch lớn cơ bản là đã được khống chế. Tại huyện Thuận Thành, địa phương ghi nhận là gần 600 ca dương tính với COVID-19 trong đợt dịch này, cũng vừa được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh quyết định điều chỉnh từ cách ly xã hội theo chỉ thị 16 sang giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó thì những ngày qua, huyện Thuận Thành đã tập trung tối đa nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm cho cả địa bàn có nguy cơ lẫn những địa bàn đã qua 28 ngày không có ca mắc mới. Qua đó thì nhanh chóng chuyển trạng thái phòng dịch trên toàn bộ địa bàn huyện nói riêng và cả tỉnh Bắc Ninh nói chung. Kể từ ngày 11 tháng 6 khi phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2, đến nay thôn Đồng Đoài, xã Đại Đồng Thành không ghi nhận thêm trường hợp mắc COVID-19 mới. Tất cả người dân trong thôn đã được xét nghiệm 2 lần. Để có cơ sở chuyển trạng thái giãn cách từ chỉ thị số 16 sang chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, những ngày qua, hơn 4.000 nhân khẩu của địa phương tiếp tục được cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm lần 3. Với những người dân mà không yếu sức khỏe và trẻ em nhỏ không ra được thì chúng tôi cùng phối hợp cùng với cán bộ thôn, cùng với tổ dân phòng COVID của thôn và cán bộ y tế vào tận từng gia đình để lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người dân trong thôn, trên địa bàn thôn, đảm bảo là lấy đủ 100%. Cái việc mà lấy mẫu xét nghiệm đánh giá toàn dân, mục đích là để phát hiện được trong cái cộng đồng còn vị trí nào, còn điểm nào mà có dịch, nghĩa là có F0 đó, mục đích là để dập dịch được trong thời gian nhanh nhất. Nhằm giảm tải cho bệnh viện tuyến công lập, những ngày qua, các cơ sở y tế tư nhân tại huyện Thuận Thành có chức năng xét nghiệm COVID-19 cũng khẩn trương triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu và trả kết quả sớm cho người dân. Chúng tôi tăng cường nhân lực từ trên thành phố về đây để tăng cường cho mọi người ở đây để đảm bảo cái vấn đề lấy mẫu và trả kết quả nhanh sớm cho bà con để phục vụ cho cái nhiều lao động sản xuất trong hàng ngày cho mọi người để phục vụ cho địa phương. Huyện Thuận Thành ghi nhận 593 ca mắc COVID-19. Đến trưa ngày hôm qua, hai thôn cuối cùng của huyện là xóm 3, xã Nguyệt Đức và thôn Thư Đôi tại xã Mão Điền cũng đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc SARS-CoV-2. Trên cơ sở đó, huyện Thuận Thành đã đề xuất để Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bắc Ninh quyết định chuyển trạng thái từ chỉ thị số 16 sang thực hiện theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ huyện này. Để công tác dập dịch ở trên địa bàn huyện đạt hiệu quả tốt hơn, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu cả hệ thống chính trị, từ huyện đến thôn, xóm tiếp tục triển khai nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch trong giai đoạn mới, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, đặc biệt khi đã có quyết định chuyển trạng thái sang chỉ thị 19, vẫn phải tiếp tục thực hiện tốt quy định 5K, hạn chế tập trung đông người. Thưa quý vị, với chất lượng tốt, lợi thế về mặt thuế quan từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, EVFTA, nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đã và đang xâm nhập thị trường khó tính bậc nhất thế giới. Dự báo xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang EU trong năm 2021 tiếp tục tăng trưởng khả quan trong bối cảnh dịch COVID-19 đang được kiểm soát và các biện pháp hạn chế dần được nới lỏng tại các quốc gia trong khối EU. Chỉ tính riêng tháng 5 năm 2021, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU đạt 23.000 tấn với giá trị 105 triệu đô la Mỹ, tăng 48,5% về lượng và tăng 44,7% về giá trị so với tháng 5 năm 2020. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt hơn 390 triệu đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu cà phê sang EU cũng đang khởi sắc trở lại. Trong đó, trong 5 tháng đầu năm, bên cạnh thị trường Mỹ thì Đức và Ý là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam với thị phần lần lượt là 14% và 7,6%. EU cũng là thị trường lớn thứ hai tiêu thụ hạt điều của Việt Nam, đạt trên 33.800 tấn, tương đương hơn 173 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, trong tháng 6 năm 2021, EU đã nhập khẩu quả vải tươi của Việt Nam cùng với lô vải thiều đầu tiên vào Cộng hòa Séc và Pháp. Các loại trái cây khác như thanh long, mít, xoài, nhãn, bưởi cũng đang được Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy mạnh xúc tiến thương mại để xuất khẩu sang các quốc gia trong khối EU. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày 19 tháng 5, trong quá trình kiểm dịch nhập khẩu lô lợn 980 con nhập khẩu từ Thái Lan để giết mổ, cơ quan kiểm dịch đã phát hiện lô lợn này bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam và kiểm soát chất lượng thịt khi đưa ra thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã quyết định tạm dừng nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về giết mổ kể từ ngày 30 tháng 6. Lý giải về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra quyết định này, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, việc tạm dừng nhập khẩu lợn từ Thái Lan không ảnh hưởng nhiều đến nguồn cung trong nước. Theo Cục Chăn nuôi, hiện nay các địa phương vẫn tiếp tục thúc đẩy việc tái đàn. Tổng đàn lợn cả nước ở thời điểm hiện tại đã lên tới hơn 27 triệu con, bằng 89% so với trước khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Hiện thịt lợn nhập khẩu từ Thái Lan chỉ chiếm khoảng 4-5% trong tổng sản lượng thịt lợn nhập khẩu của các nước về Việt Nam. Khẳng định việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm thịt lợn trước khi đưa ra thị trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, việc bảo quản thịt lợn đông lạnh sau khi nhập khẩu và sản xuất trong nước đều đã có quy trình rõ ràng. Do đó, các đơn vị chức năng của ngành nông nghiệp cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm. Theo đó, 100% lô hàng thịt nhập vào Việt Nam phải nằm ngoài cảng để đợi lấy mẫu kiểm tra theo quy định. Nếu đạt yêu cầu mới cho nhập khẩu, nếu thịt không bảo đảm chất lượng sẽ bị xử lý theo quy định. Nhiều doanh nghiệp sản xuất cung ứng thịt lợn trong nước cho rằng, để thịt lợn nhập khẩu đến tay người tiêu dùng với chất lượng cao và giá cả phù hợp, các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ quy trình nhập khẩu, bảo quản, niêm yết giá bán rõ ràng, qua đó tạo sự cạnh tranh lành mạnh với thịt lợn sản xuất trong nước. Thưa quý vị, giá tiêu ngày hôm nay ngày 27 tháng 6 trong khoảng 73-76 ngàn đồng 1 kg. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp thị trường trong nước tăng trưởng. Tính chung tuần này thì giá tiêu tăng 1.500 tới 2.000 đồng 1 kg. Sáng nay, giá tiêu tăng nhẹ 500 đến 1.000 đồng 1 kg so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp thị trường trong nước tăng trưởng. Tính chung tuần này, giá tiêu tăng 2.000 đồng 1 kg. Tại các địa phương, duy chỉ có Bà Rịa Vũng Tàu tăng 1.500 đồng 1 kg. Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 74.000 đồng 1 kg, tăng 500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu ở mức 73.000 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu ở mức 73.000 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu ở mức 76.000 đồng 1 kg, tăng 500 đồng 1 kg. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 75.000 đồng 1 kg, tăng 500 đồng 1 kg. Thưa quý vị, là tại Việt Nam, xuất khẩu trong nửa đầu tháng 6 năm 2021 đạt gần 17 tấn tiêu các loại với giá trị kim ngạch là 59,02 triệu đô la Mỹ. Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong kỳ thì đạt 3.521 đô la Mỹ một tấn, tức là tăng 2,68% so với giá xuất khẩu bình quân của tháng 5 năm 2021. Những con số trên được đánh giá là khả quan với thị trường trong nước. Theo đà trên, năm 2021, Việt Nam sẽ xuất khẩu 240-250.000 tấn hồ tiêu, trong khi nguồn cung sụt giảm. Tuy giá tiêu tăng nhưng mà người nông dân có nên mở rộng diện tích trồng tiêu hay không? Ngay sau đây, chúng tôi sẽ kết nối với chuyên gia Nguyễn Chí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt, để tìm hiểu về định hướng phát triển bền vững cho ngành hàng hồ tiêu trong thời gian tới như thế nào. Vâng, xin mời bộ phận kỹ thuật trường quay ạ. Xin chào ông Nguyễn Chí Ngọc. Vâng, thưa ông, là thị trường hồ tiêu đầu năm 2021 có sự biến động bất thường về giá ngay trong thời gian thu hoạch niên vụ năm 2021. Trong vòng 10 ngày là từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 3, giá hồ tiêu tăng từ 55.000 đồng lên 74-75.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên thì giá hồ tiêu tăng cao trong khi giá xuất khẩu chưa tăng tương ứng. Vậy giá hồ tiêu tăng nhanh bất thường là do những nguyên nhân gì ạ, thưa ông? Trước hết thì chúng ta phải thấy là cây hồ tiêu là một cây công nghiệp dài ngày, phụ thuộc rất nhiều vào cái thị trường, trong đó cái thị trường xuất khẩu. Với cái diện tích và cái sản lượng như hiện nay thì cây tiêu phải hướng tới xuất khẩu với một cái giá trị hàng năm lên tới trên 1 tỷ USD. Và vì vậy ấy, là thị trường của chúng ta là phụ thuộc rất nhiều vào cái thị trường của quốc tế. Do vậy chúng ta cần phải suy nghĩ và tính toán để làm sao ổn định được cái quy hoạch và phát triển một cách bền vững đối với cái tiêu. Giá cả trong nước tăng thì cũng có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó cái nguyên nhân cơ bản thì đây mới là thu mua của một bộ phận các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân trong cụ thể trong cái điều kiện của chúng ta.
Vâng thưa ông, là sau nhiều năm giá tiêu chạm đáy kèm theo dịch bệnh, thiên tai đã khiến cho người trồng tiêu tại nhiều tỉnh thành trên cả nước gặp rất nhiều khó khăn. Thì đến đầu năm 2021, giá tiêu thì đang có xu hướng tăng cao và điều này đem lại sự phấn khởi và kỳ vọng về loại nông sản từng được ví von là vàng đen sẽ duy trì giá trị và đem lại lợi ích kinh tế cao hơn trong thời gian tới. Vậy liệu rằng là chúng ta có nên mở rộng diện tích trồng tiêu trong thời gian tới hay không ạ thưa ông? Thì trước cái tình hình mà giá tăng trong nước như thế này, bà con nông dân của chúng ta chưa nên vội phát triển cây tiêu, hãy bám vào, hãy thực hiện một cách nghiêm túc những quy hoạch đã được cơ quan quản lý nhà nước xác định trong thời gian qua để phát triển một cây tiêu một cách bền vững và hiệu quả. Hiệu quả và bền vững ở đây phải thể hiện là cái quy hoạch, chúng ta không nên phá vỡ những cái quy hoạch. Đây là một bài học kinh nghiệm xương máu. Và thứ hai là các cái biện pháp kỹ thuật để phát triển cây tiêu một cách bền vững, khắc phục được sâu bệnh, tăng năng suất, giữ tăng năng suất và đặc biệt theo cái hướng tăng cái chất lượng theo cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó là một cái bước đi mang tính bền vững và hiệu quả. Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của ông. Trong phần tiếp theo của chương trình, ngày mai ngày 28 tháng 6 là ngày Gia đình Việt Nam. Tuy nhiên công tác phòng chống bạo lực gia đình tại nước ta hiện nay vẫn còn nhiều khoảng trống. Trong tiểu mục Chuyện làng chuyện nước hôm nay, hãy cùng chúng tôi bàn về vấn đề nóng hổi trong xã hội hiện nay, câu chuyện bạo lực gia đình và những giải pháp ngăn chặn. Không chỉ đe dọa đến thành quả chống dịch của nhiều quốc gia vốn được coi là hình mẫu trong cuộc chiến chống Covid-19, giờ đây biến thể Delta còn được phát hiện trong đa số các ca mắc Covid-19 mới ở Nam Phi, khi làn sóng dịch bệnh thứ ba đang càn quét quốc gia châu Phi này. Thưa quý vị và các bạn, nhiều nhà máy sản xuất đường phải đóng cửa do kinh doanh thua lỗ. Hàng chục nghìn nông dân ở các tỉnh nước ta trước kia gắn bó với nhiều năm nay, nay đã phải bỏ trồng mía và diện tích trồng cũng đã giảm mạnh. Ngành mía đường của nước ta đang thua đau đớn ở trên sân nhà trong những năm gần đây. Vâng, và nguyên nhân của câu chuyện này một phần bắt nguồn từ việc các doanh nghiệp ồ ạt nhập khẩu mía đường, chủ yếu có nguồn gốc từ Thái Lan. Để thúc đẩy ngành mía đường trong nước phát triển bước qua giai đoạn khó khăn thì Bộ Công Thương cho biết lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá thí điểm năm 2021 là 108.000 tấn đường. Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá thí điểm năm 2021 là 108.000 tấn. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Bộ Công Thương cho biết việc tổ chức thực hiện đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 sẽ được Bộ thông báo hướng dẫn tại các văn bản liên quan trong thời gian tới. Bộ Công Thương sẽ thành lập hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 để điều hành việc đấu giá. Sau khi có báo cáo kết quả đấu giá của hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương sẽ có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá. Việc sử dụng văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá để làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan. Bộ Công Thương mới đây đã có quyết định chính thức áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp, quyết định 1578 QĐ-BCT đối với đường mía nhập khẩu có xuất xứ từ Thái Lan. Tại kết luận điều tra, trên cơ sở các thông tin dữ liệu được thu thập và xác minh, cơ quan điều tra xác định có tồn tại tác động kìm giá, ép giá giữa hàng hóa xuất xứ từ Thái Lan đối với hàng hóa tương tự sản xuất trong nước. Đường Thái Lan có dấu hiệu được trợ cấp và bán phá giá vào Việt Nam, đồng thời giá đường xuất xứ từ Thái Lan thấp hơn đáng kể so với giá đường sản xuất ở trong nước. Thưa quý vị, từ giữa năm 2019 thì Hiệp hội Mía đường Việt Nam liên tiếp có 3 văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an báo cáo tình hình khó khăn nghiêm trọng của các nhà máy đường và hơn 1 triệu người trồng mía, sống nhờ vào cây mía, đồng thời kiến nghị một loạt các giải pháp để cứu ngành mía đường. Chưa bao giờ vấn đề của ngành mía đường lại nóng đến vậy, gần một nửa số nhà máy đường phải đóng cửa, người trồng mía không còn quan tâm đến cây mía nữa, có nơi diện tích trồng mía giảm tới 40%. Ngành mía đường nuôi sống gần nửa triệu hộ đang đứng trước nguy cơ bị bức tử.
Ngành mía đường trong nước khó khăn là vậy, nhưng theo số liệu thống kê mới nhất thì trong vòng 5 tháng từ tháng 10 năm 2020 đến hết tháng 2 năm 2021, các doanh nghiệp vẫn ồ ạt nhập khẩu đường mía và số lượng thì lên tới là 826,2 nghìn tấn với giá trị là khoảng hơn 8.500 tỷ đồng và chủ yếu là có nguồn gốc từ Thái Lan. Liệu rằng việc áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp mà Bộ Công Thương áp dụng sẽ tạo điều kiện cho ngành đường nội phát triển như thế nào? Để tìm hiểu câu chuyện này, trường quay ngày hôm nay đã kết nối với ông Nguyễn Văn Lộc, quyền Tổng Thư ký Hiệp hội Mía Đường Việt Nam. Vâng, xin chào ông ạ. Thưa ông có thể đánh giá cho chúng tôi về việc là áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với mía đường được nhập khẩu từ Thái Lan được Bộ Công Thương quyết định mới đây như thế nào, thưa ông ạ? Việc đánh thuế chống phá giá, chống trợ cấp á, được thực hiện sau một quá trình điều tra khoảng 9-10 tháng gì đấy. Cái quá trình điều tra này thì là thực hiện theo chuẩn mực của WTO và cái yêu cầu của luật pháp Việt Nam của mình ấy. Cái thứ nhất là nó cho thấy là cái mình thực hiện cái việc phòng vệ thương mại ấy, là đúng với cái quy định quốc tế. Và như vậy thì mình bảo vệ cái ngành trong nước theo đúng các cái chuẩn mực quốc tế. Cái thứ hai thì là này nó có cái tác động là rất là tốt đối với lại cái ngành mía đường. Tại vì nó cho thấy là trong cái thời gian vừa qua thì ngành mía đường là bị cái hiện tượng gian lận thương mại ấy, mà đường phá giá nó tràn vào, cho nên là hoạt động nó không hiệu quả được. Và khi mà có quyết định này ấy, thì những cái tổ chức tín dụng ấy, hay là những cái tổ chức mà liên quan đến đánh giá về chứng khoán ấy, thì sẽ phải thay đổi cách nhìn. Thì lúc đó thì cái con đường mà liên quan đến là đầu tư hay liên quan đến cái tín dụng của các cái công ty mà sản xuất mía đường nó mới dễ thở. Chứ trước đây các công ty mía đường mà muốn vì cái đánh giá là không đủ năng lực cạnh tranh cho nên là đi vay vốn tín dụng rất là khó. Thứ ba thì là cái quyết định này thì nó cho phép là cái giá đường nó sẽ về cái mức hợp lý. Và với giá đường như vậy thì giá mía mua nó sẽ có cải thiện và người nông dân á, thì người ta sống được cây mía thì người ta mới khả năng người ta mở rộng vùng nguyên liệu thì các nhà máy mới có thể là có nguyên liệu để hoạt động. Và như vậy thì là cái việc đóng cửa nhà máy thì nó mới bị chặn đứng lại được. Và như vậy thì cái ngành đường nó bị ngăn không bị phá sản. Chứ còn nếu mà không có quyết định này thì khả năng là cái ngành đường Việt Nam sẽ biến mất đấy. Vâng, thưa ông, là để ngành mía đường trong nước phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh ở trong thời gian tới thì cần phải có những giải pháp cụ thể như thế nào? Và liệu rằng là chúng ta có mãi trông chờ được việc áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp hay không ạ? Cái quan điểm là nâng cao năng lực của ngành mía đường đó là cái quan điểm của những người không phải trong ngành mía đường. Tại vì về ngành mía đường thì nhận định là cái năng lực của ngành mía đường hiện nay là đủ sức cạnh tranh công bằng rồi. Tức là cái năng lực là sản xuất mía, năng suất mía, năng lực chế biến của mình là đủ ngang bằng. Và nếu điều kiện cạnh tranh công bằng thì mình sống được. Còn cái tư duy của mình thì hiện nay thì nó phải có cái tư duy là hội nhập quốc tế. Và trong hội nhập quốc tế thì nó không phải khu rừng hoang. Trong hội nhập quốc tế thì nó phải có các quy định. Và nếu mà bây giờ là ngành đường Việt Nam tự tin là nếu làm đúng các quy định thì mình sống được, sống bình thường, không có vấn đề gì ghê gớm cả. Cái quyết định chống bán phá giá này nó cho thấy là cái biên độ phá giá nó lên tới 47%, cái mức độ bất công bằng là như vậy đấy. Công cụ phòng vệ này nó là một cái công cụ nó mang tính công bằng thôi, nó không có bảo hộ gì đâu. Chẳng hạn như nếu giá trị thật của nó đáng giá 10 đồng thì anh phải bán 10 đồng. Chứ còn nếu giá thật 10 đồng mà anh bán có 5 đồng á, thì những người ta sản xuất ra cái giá thành nó chấp xỉ 10 đồng thì người ta chết. Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của ông và tiếp tục sẽ là tiểu mục Chuyện làng chuyện nước với phần trình bày của biên tập viên Đình Quỳnh. Theo kết quả điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019, công bố năm 2020 cho thấy cứ 3 phụ nữ thì có gần 2 phụ nữ, tức khoảng 63% phụ nữ, từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần hay kinh tế, hoặc là bị kiểm soát hành vi do chồng hoặc bạn tình gây ra trong đời. Tỷ lệ bạo lực hiện nay trong thời gian 12 tháng qua là gần 32%. Kết quả điều tra này còn cho thấy có trên 90% người bị bạo lực gia đình không tìm kiếm sự hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Buổi tọa đàm ngày hôm nay sẽ bàn về việc triển khai các mô hình hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ở cộng đồng, từ đó đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả luật hóa
các hoạt động chính của mô hình hỗ trợ người bị bạo lực gia đình. Và tham gia tọa đàm hôm nay, trân trọng giới thiệu bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Vâng, xin chào MC, xin chào quý khán giả của chương trình VTC16. Vâng, và bà Naomi Kitahara, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ mời hai vị khách cùng với quý khán giả sẽ theo dõi một phóng sự của chúng tôi. Ngày 13 tháng 10 năm 2020, cần tiền chơi game, một thanh niên tại Phú Yên đã rủ bạn về giết mẹ đẻ của mình bằng hàng chục nhát dao. Mỗi năm có hàng chục vụ chồng giết vợ, thanh niên giết bạn gái vì ghen tuông. Những vụ chồng đánh vợ, cha đánh con tàn nhẫn xảy ra như cơm bữa. Năm 2020 tại Quảng Nam, một bé trai mới 7 tuổi đã bị người cha tàn ác ra tay đánh tử vong trong lúc say rượu. Chồng tôi bắt đầu có quan hệ với người đàn bà khác. Lúc đấy tôi chưa 5 tháng là đã đánh và đã phải ngất xỉu để đi cấp cứu. Lúc em mà có thai được 4-5 tháng gì đấy thì chồng em không có trách nhiệm gì với em cả. Thì em nói với chồng em thì chồng em bắt đầu đánh em. Những án mạng đau lòng do bạo lực gia đình vẫn xảy ra khắp nơi, từ nông thôn cho tới thành thị, ở mọi lứa tuổi và trình độ. Phổ biến là những vụ việc mà các đối tượng bạo lực là kẻ nghiện rượu, ma túy, lười lao động, chơi bời lêu lỏng. Bạo lực gia đình đang tiếp tục làm suy đồi đạo đức xã hội, ảnh hưởng cả về văn hóa, đạo đức, y tế, an ninh, trật tự xã hội, gây bất bình đẳng trong dư luận xã hội. Đặc biệt, nó để lại hậu quả nặng nề, di chứng tâm lý cho các nạn nhân. Kinh tế thì nghèo, mượn hấp rượu về, chính ra cái cờ bạc rượu chè, nó cũng gây lên cái bạo lực trong gia đình rất lớn. Trong những nguyên nhân khiến tình trạng bạo lực gia đình còn tràn lan mà không được xử lý dứt điểm để ngăn chặn kịp thời. Một phần do nhiều cơ quan, chính quyền, đoàn thể chưa xác định rõ được trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong thực thi chính sách pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Cán bộ làm công tác gia đình còn thiếu và yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa có cộng tác viên về gia đình ở cơ sở. Ngoài cái việc là gì, sửa đổi bổ sung một số các cái quy định pháp luật ra thì chúng ta cần phải đào tạo tốt hơn những cái nhân lực phục vụ cho cái việc phòng chống trực tiếp từ cấp hòa giải cơ sở đến những cái cấp xét xử. Luật phòng chống bạo lực gia đình ra đời năm 2007 mở ra bước ngoặt trong công tác phòng chống bạo lực gia đình. Tuy vậy, sau hơn một thập kỷ ra đời và đi vào cuộc sống, luật đã bộc lộ những hạn chế, bất cập. Trong đó, Điều 2 Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định có 5 cơ sở trợ giúp người bị bạo lực gia đình, nhưng thực chất, các cơ sở này đều đang gặp khó khăn trong hoạt động. Đặc biệt, sau 13 năm có hiệu lực thi hành, có 2 trong số 5 cơ sở trợ giúp vẫn còn là quy định trên giấy. Việc các cơ sở trợ giúp hoạt động kém hiệu quả hoặc chưa được cụ thể hóa từ mô hình trên giấy thành hiện thực là một trong những lý do người bị bạo lực gia đình không tiếp nhận được sự hỗ trợ. Cùng với những bất cập khác nữa trong luật và chính sách về phòng chống bạo lực gia đình hiện nay là nguyên nhân khiến 90% số người bị bạo lực không tìm đến sự trợ giúp của chính quyền, cơ quan chức năng và các tổ chức đoàn thể cơ sở. Vâng, trước hết xin hỏi bà Bùi Thị Hòa. Hiện nay thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang triển khai rất một số cái mô hình hỗ trợ người bị bạo lực gia đình. Vậy thì bà có thể giới thiệu về các mô hình này cho chúng tôi được hay không? Ở cấp cơ sở thì chúng tôi có những cái tổ nhóm tư vấn cộng đồng, những cái đội phản ứng nhanh để giúp cho phụ nữ bị bạo lực thì có thể tìm được một cái tiếng nói chung, tìm được một cái sự trợ giúp. Và đặc biệt ở cấp trung ương thì chúng tôi đang có mô hình ngôi nhà bình yên. Đây là địa chỉ tin cậy của rất nhiều phụ nữ bị bạo lực gia đình đã tìm đến với chúng tôi. Vâng, còn bà Naomi ạ, bà nghĩ như thế nào về cái dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực gia đình tại Việt Nam? In Vietnam, in our view, there is total lack of. Ở Việt Nam hiện nay đang thiếu hụt các dịch vụ hỗ trợ cho các nạn nhân bạo lực gia đình. Năm ngoái với đối tác Monisa, lần đầu tiên chúng tôi triển khai trung tâm dịch vụ một cửa cho nạn nhân bạo lực tại tỉnh Quảng Ninh. Đây là một mô hình mới đã được triển khai ở nhiều nước trên thế giới rồi. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chúng tôi triển khai tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn được cung cấp những dịch vụ tích hợp cho nạn nhân bị bạo lực, bao gồm
chăm sóc về tinh thần như tư vấn tâm lý, bảo vệ phòng tránh các rủi ro, sự hỗ trợ của công an và các dịch vụ tư pháp. Tất cả được thông qua một địa điểm duy nhất. Mục tiêu của chúng tôi đó là nạn nhân bạo lực gia đình chỉ phải qua một địa điểm duy nhất, bởi vì nếu như chúng tôi yêu cầu các nạn nhân là phải tìm kiếm dịch vụ từ các địa điểm khác nhau, thì về mặt nào đó, nó sẽ làm cho họ cảm thấy thêm nhiều khó khăn hơn là giúp đỡ họ. Cho nên, chúng ta cần phải đảm bảo rằng các trung tâm dịch vụ như vậy là cung cấp tất cả các dịch vụ qua một địa điểm duy nhất. Bà Naomi, những nạn nhân ấy, khi tiếp cận với cái mô hình nó có dễ không, nó có thuận lợi không? Và họ đã có đánh giá ban đầu như thế nào? Yes, we have been receiving very chúng tôi đã nhận được phản hồi tích cực từ những nạn nhân được hỗ trợ. Năm ngoái, chúng tôi triển khai ngôi nhà ánh dương vào giữa lúc dịch COVID-19 diễn ra vào tháng 4. Và chúng tôi nhận thấy có tốc độ tăng rất nhanh số lượng những nạn nhân và những cuộc gọi đến đường dây nóng của chúng tôi, do mọi người phải trải qua cảm giác rất bất an, lo lắng, căng thẳng trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Trong bối cảnh đó, tình trạng bạo lực gia đình cũng tăng lên. Về cơ bản, chúng tôi thấy những nạn nhân, họ đánh giá rất tích cực về mô hình mới này. Đặc biệt, nó đến từ nhu cầu của họ, thông qua một địa điểm duy nhất. Vâng, xin hỏi bà Hòa, có những khó khăn, thách thức nào trong cái việc cung cấp những cái dịch vụ hỗ trợ cho các nạn nhân bạo lực gia đình thời gian vừa qua không ạ? Cái khó khăn thứ nhất là những cái vấn đề bạo lực gia đình dường như trong nhận thức của một bộ phận người dân vẫn cho đấy là cái chuyện riêng của nhà mình. Thành ra là khi vụ việc xảy ra, người phụ nữ âm thầm chịu đựng và các thành viên trong gia đình cũng không lên tiếng, và thậm chí ngay tại cộng đồng thì cũng cho rằng đấy là chuyện riêng của gia đình người ta và không tìm đến một cái sự trợ giúp nào hết. Cái khó khăn thứ hai là sự vào cuộc, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan ban ngành ở tại cơ sở đấy, để có thể giải quyết một cách bài bản, thì có lẽ là cái sự phối kết hợp này nó chưa thật sự chặt chẽ. Cái thứ ba là chúng ta cũng còn vướng những quy định về mặt thủ tục. Khi có vụ việc xảy ra, yêu cầu là nạn nhân phải có đơn tố cáo. Thế thì rõ ràng cái việc viết đơn tố cáo này đối với nạn nhân có lẽ nó là một cái yêu cầu nó quá cao đối với họ. Đang là nạn nhân lúc đó. Và khi lại là nạn nhân của những người thân của mình, của chồng mình, của những người trong gia đình mình lại làm đơn mình tố cáo, hoặc là một cái quy định của mình là xử phạt vi phạm hành chính, phạt vi phạm hành chính thì lại lấy đúng cái túi tiền của gia đình đó, và cái túi tiền thì thường thường là phụ nữ lại là người đi nộp phạt. Thế thì rõ ràng nó cái tính răn đe nó chưa cao. Vậy thì thưa bà Naomi, bà có cái khuyến nghị gì cho việc tăng cái tính hiệu quả của những cái mô hình này hay không? All the actions that we take, tất cả những hoạt động mà chúng ta đã triển khai để ngăn ngừa trường hợp bạo lực gia đình thì chúng ta cần phải đảm bảo rằng tất cả cần phải lấy nạn nhân làm trung tâm, cần phải được quy chuẩn hóa cho các hoạt động cung cấp dịch vụ, đặc biệt tại trung tâm dịch vụ một cửa, để chúng ta có thể đảm bảo làm thế nào tất cả các trung tâm đều đáp ứng được những tiêu chuẩn tối thiểu trong việc cung cấp dịch vụ có chất lượng. Và trong quá trình chúng ta chỉnh sửa luật phòng chống bạo lực gia đình thì cần có điều khoản liên quan đến việc bố trí ngân sách cho các hoạt động này, để đảm bảo rằng các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình cần được duy trì một cách bền vững và dài hạn. Còn bà Hòa, các cái khuyến nghị của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì theo bà, chúng ta sẽ cần nhấn mạnh vào những cái điểm nào? Ở góc độ Hội Liên hiệp Phụ nữ thì chúng tôi cũng thấy rằng là cũng cần phải nhấn mạnh cái quyền con người. Khi mà chúng ta sửa đổi luật lần này, sẽ phải nghiên cứu rất là kỹ những khái niệm của quốc tế để có thể nội luật hóa về cái bạo lực gia đình, những cái hành vi bạo lực gia đình hiện nay để đưa vào cái luật phòng chống bạo lực gia đình của Việt Nam. Chúng ta cũng phải rà soát lại toàn bộ những quy trình có liên quan đến thủ tục hỗ trợ bảo vệ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Một lần nữa xin cảm ơn hai bà đã có những chia sẻ rất là quý giá. Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16.
Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 cho đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến trong khoảng là từ 45 cho đến là 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C sẽ từ 10 đến 19 giờ. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc quá lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp độ 1. Và cuối cùng sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các vùng trong đêm nay và ngày mai. Kính mời quý vị cùng theo dõi.